mà mật ruồi nó vàng vàng khống. Dạ. Nó lỏng, nó nhìn nó đây là cái mật mật của anh Sơn đi lấy trên rừng nè. Thì cái này mình cách nào mà mình phân biệt được cái loại mật này? Cái mật này mật ong phái đúng không? Dạ. Thì cái cách thức nào mình phân biệt được nó là mật ong phái và nó là mật ong rừng ta? Em thì em đi này mật mới mấy năm rồi đấy, thì mình lại phân biệt mà dạo rồi thì em chiếu nè. Dạ. Chỉ có mấy giờ đi về em chỉ còn người mua hàng là em. À, anh gửi là anh biết. Dạ. Như chứ ông núi ông đô đó là mình gửi là mình mua hàng. À. Ông đi làm bông thơm. Không mà giờ ông nuôi hoa nhạc nữa, hoa giả quỳ cũng thơm dữ lắm. Dạ không, hàng rất mật em thấy không? Thơm. Vì trước đây có mấy hồ rá đấy, hồ núi á. Nuôi giả quỳ, à nuôi... Ờ, hồ núi... Năm ngoài hồ rá nuôi nhiều lắm. Mà cái mật hẳn. Còn cái việc mật ong mà mình bỏ công hành vô mà nó bị héo á, nó bị chín á, thì cái cách đó có phân biệt được hay là nó cái cách đó là... Không phải là em đi dắt tổng. Không có. Dạ bày rồi thì vui. Dạ. Hù nhau cho vui. Nghĩ còn cái hàng như trong mật họ pha hai chất, đôi khi hai chất đó làm hành nó rủ cũng được. Dạ. Mà dễ mà đơn giản. Còn là chúng mà mật mà họ phá thì nó nhiều để trong vòng 3 tháng thì bị gì. À. Còn dùng vào để ứ liền. Còn cái mật này nó có đặc điểm là nãy nghe nói là nó không có bị đông đường luôn, không có bị đóng đường luôn. Đóng đường thì chắc hàng ngàn tổ mới được tổ. À, là cũng có nhưng mà hàng ngàn tổ mới được. Ví dụ có hàng đóng đường là anh để cũng 20 năm mà cũng hư. À. Thì là cái bê ổ mà lại cho hàng có bị đóng đường mà động hàng đóng đường không phải là giống như đường của bên hàng bát trồng phiếu rồi mà do nó dẻo lắm. À. Mà giống như anh đề có 20 năm hàng cũng hư. À vậy ha. Là 20 năm cũng không hư luôn. 10 năm hàng cũng chua hư. Dạ. 20 năm rồi. À càng ngày chị sớt giùm em ra cái ly hay cái chén gì để coi cái mật. Nhưng mà mật họ phá chị thì họ để trong vòng 3 tháng chú liền. Lần trước là ba mẹ mình dùng nên mình cũng chưa có thử cái này nó sao mà ông bà già ông cứ nhắc hoài. Ông cứ nhắc hoài. Ông nói là hôm nào mà mày có đi ngang cái chỗ lần trước mua giùm. Ồ cái này cái bóng nó li ti anh dạ. Cái gà li ti luôn. Bỏ đi. Rót ra cái này ở trong đây nó không có bọt. Có khi mà ra đây lên quá trời ha. Để nóng nó cũng lên. Hầm. Bịch này em bỏ nó ngoài bề mặt đó. Bể luôn rồi. Bể luôn. Bể chảy ra. À, là do cái lơ men nó bị giống như em chứ mà bịch là nên em bỏ đọt bỏ đây lên ăn đi em bằng cứng. Em có hở đi chứ luôn. Chứ thôi là cái men nó mà bằng cứng, anh để bằng cứng đi làm bể bịch như từ bể luôn. À. Nó ngoài em bỏ nó. Dạ cái này nó lơ men liên tục ha. Dạ, liên tục. Thấy cái bọt của nó đẹp ha, đều hơn một bia nữa mà nó cứ vậy đó hoài. Kinh nghiệm của em á, theo kinh nghiệm cá nhân của em á, là cái mật á mà nó màu vàng á mà nó gì á thì nó sẽ dễ đóng đường hơn là mật màu đậm. Màu tối màu á, màu đậm á, sậm á khó đóng đường hơn. Dạ không. Giống như mà cái loại này mà giống như ăn lại mật mà giống như hàng lam mà giống như hàng con bia hả? Ổ bằng con đóng á. Giống như hàng lam dù cứ đại cái ổ này ăn đề và lại được 10 kg phải không? Mấy chiếc ngán này 15 được 7 kg, 2-3 kg thôi. Ra lên lại là cái mực nào bị lọ. Về hàng bị vang giống như vô phòng đó. Coi như ăn bị mang cá rồi á, là hàng đặc. Là hàng vàng nữa. Không cái màu á, cái màu. Dạ, cái màu đó, cái màu đó. Dạ. Là cái màu hàng bị giống như hàng nhạt đó. Còn mà giống như mình mực mà mình để bằng hàng lam cá rồi là hàng. Ok cái mật này có tác dụng gì không chứ hay chị nhà ở nhà có uống không mà sao thấy bốn đứa con mà thấy cũng xinh đẹp khỏe mạnh chứ vậy? Dạ mẹ anh thì em cũng có uống. À, hai đứa đâu thì em không uống. À. Hai đứa sau này là em uống để là hai bịch này. Hai bình luôn. Dạ hai bịch. Là hai bịch này. Dạ. Là một ngày mình uống bao nhiêu? Dạ một ngày là em uống một ly đó. À một ly giống như ly nãy mới đó. Vâng. Em dùng nghề tưới, nói chung là nghề chính hạt, nghề của Minh Trung á, là em luộc qua xong rồi em bỏ vào thầu và em đổ mực ong vào, à. Em cho đi một tháng sau em uống. À ngâm một tháng mình uống à? Một tháng, là em uống với mực ong này, sau khi mà em sinh xong rồi là em đưa qua là em uống nước suối buổi sáng bình thường, cho chút chanh. À. Dạ, chánh bên trong á. Dạ.
Rồi em uống là được 2 bịch. Mình là 4 đứa rồi đúng không? Dạ mình 4 đứa, mà 2 đứa đâu em uống ống không được. À. Dạ. Có 2 đứa sau này là em uống được, là lên cân, lên ký. Dạ. Sữa nhiều không chị? Dạ là chúng sữa nhiều lắm. Dạ. Cái bé bé cuối nãy là hình như là mình mới mấy tháng tuổi vậy? Dạ 8 anh. À 8 tháng tuổi. Dạ 8. Đây là do vùng này điều kiện khí hậu hay sao thời tiết sao chứ mà mật ong gần là đóng không rồi. Mà da dẻ chị hồng hào trắng trẻo. Dạ thì nói chung là em không có sai gì cả, em ông này thôi. Ủa năm nay mình bao nhiêu tuổi chị? Dạ em năm nay 35. 35, rồi 35 mà trẻ đẹp dữ vậy. Ờ. 35 vậy là mới có 35 tuổi hết á. Trẻ đẹp ha. Nên á là nhiều người quan niệm là mật ong gần không đóng đường á. Là không, sai hoàn đó, toàn. Đó. Ủa, anh Sơn. Dạ. Mà anh có uống uống mật ong không? Uống cho em thì khi chú mưa em uống. Uống gì? Em nặng lên em đập nạ mình là không đồ của em uống đó. Uống cho mình. Đi rừng, đi rừng mặt nữa. Là có nghĩa là một ngày mình uống một cái ly đó là vừa đúng không? Là không vấn đề gì đúng không? Một ly này hả? Nhiều. Chị một ly đó hay đi nào? Từ, đó là, một ngày uống một ly luôn. Ông già em à. Uống hai cuộn buổi sáng là đã uống dạ. Là có nghĩa là mình mật ong mình lấy nửa ly thôi xong rồi đó dạ. Mình lấy nước mình pha vô hay sao? Dạ, nói chung lại là mình lấy một ly nước đó, mình đổ vào cho một cái ca lít tạm đó. À. Mình chế quá là khoảng nửa chén lít tạm đó. Hoa nước lọc này. Tôi vắt cho chút chanh. À. Em uống buổi sáng hoặc buổi chiều em cũng uống. Giống như là mình uống nước giải khát thì đúng. Dạ, giống như mình uống giải khát thôi, cái này là nó tốt hơn. Dạ. Còn cái gừng là mình pha mình uống trực tiếp hay là à nói chung là cái nghề đó là cái nghề chứ khi người Huế là cái yeah. Người ta dùng để mà mật ong nguyên chất này để là nghề nguyên chất là ta dùng để sinh đẻ à dạ. À cái đó là sinh đẻ chứ không phải là uống hàng ngày dạ, à mình hiểu rồi uống hàng ngày con uống hàng ngày là mật ong phải là chắc à. Dạ. Em hoa em uống nè tác dụng rõ rệt luôn nè dễ đẹp. Mấy đứa nhỏ có uống nào anh? Không là có nghĩa là nó uống cái này sau này á không phải là mình xin mình uống có nghĩa là tụi nó uống á uống thích thì uống đường nào thích thì uống mà không thích thôi à có em thích thì uống thử đổi vô coi nó có bị tan hả nếu mà thiệt nó sẽ đóng lại lên đây ly á để lại tung gì để em được nhang lấy bọt không được bọt còn bật thêm nắp thì dễ nặng nặng lên à nặng nó không lên đúng không dạ. Nhưng mà thường thì đó nó sẽ người ta sẽ có tan đúng không người ta sẽ lấy một cái muỗng người ta vớt ít mật người ta thả vô ly nước cái hạt mật nó còn nguyên tròn nguyên đều á dưới đáy á thì là nó là mật nếu mà tan thì không phải có nghĩa là cái từ cái trên mặt nước này nó xuống dưới đó là nó trải qua quá trình nó đánh tan mất cái hạt mật rồi là mật gì mà khẳng được khẳng tha loạn anh thảo là từ à mình kiểu quậy nên mình loạn đấy phải không loại vậy đó có nhiều cách thử mà nói chung là dân gian đầy cách để thử 1001 cách nấu cái trò nhiều rồi chỉ có anh để loại đi mà anh để có anh vô ban để ba thảo mang hư là được một thiệt hoặc năm mang hư là được một thiệt tôi có mà giống như pha rồi anh để quá năm là hư hết á nhiều người không biết đi mua ta lấy người ta pha mật á xong người ta đóng cái tổ mà tổ nhộng á ta bỏ cái thau á xong ta đổ mật vô ra cho mật ong á mật ong thiệt á tào lao à cái đó tào lao mấy chỗ bán hàng dạo trong thành phố hay làm vậy đúng rồi đó là tào lao vì em đây là mình hay đi về đi chứ giống như em đi làm về đi là mình bạn quen rồi chứ giống như em đi về là họ ngoài là em được nắm bệnh bạch đi là em điền là họ vô họ chở đi ok cái mùa ong này là có mùa trong năm anh hết mùa đúng không tháng này là hết rồi dạ không qua tháng 7 tháng 7 đã có lại dạ tháng 7 mới hết mực à tháng 7 mới hết rồi tới bao lâu nó có lại dạ qua tháng 3 là có lại qua tháng 3 là có lại gì dạ. Từ tháng 7 cho đến tháng 3 là không có mật bán dạ à cũng may dạ, cũng may rồi không mà họ cũng như nhà họ đây về là họ cũng bán á à giống như vụ mua mà họ đi về đó là cái mùa họ mua rẻ hết à giống như tại vua giống như tháng 3 từ tháng 7 đi là họ đi về đó là họ bán là giống như giá 5-30 chỉ là hàng đó mà giống như mấy nhà họ có tiền họ để lại á
là họ cứ bán lẻ là giá cao hơn. À. Còn em đi về trong mùa thì rẻ hơn. Trong mùa là từ tháng 3 đến tháng 7. Dạ. Cái này bây giờ chẳng hạn như mình mua thì mình có điều kiện thì mình mới lên đây được, chứ bây giờ nếu mà mình ở thành phố sao mà mình mua được. Chẳng hạn giống như anh á thì bán qua lái không à. Còn nhiều người chẳng hạn bây giờ mình giới thiệu cho chị anh chị em mình mua thì hơi khó, thì khó cái vận chuyển, thì mình có giao nhà xe hoặc là mình có giao dịch như thế nào cho thành phố không ta? Thì như thế này, có nghĩa là mình thấy có cái bưu điện á, đây có bưu điện đúng không? Nó có dịch vụ ship code á, thì chẳng hạn như mốt em mua á, anh nói cái hàng em chuyển cho anh đến địa chỉ của anh á, thì em giao bưu điện á, em nói là dịch vụ ship code, thì chẳng hạn cái kiện hàng này nè, mình giao tới đó là mình nhân viên bưu điện họ thu tiền cho mình. Đó, chẳng hạn như lúc đó anh cho em cái địa chỉ, em giao tới nhà anh, rồi sau đó là anh trả tiền cho nhân viên bưu điện là họ lấy tiền. Đúng rồi. Để mình... mà người ta không giao được có nghĩa là người ta không bán được, là người ta đem về trả mình cái sản phẩm rồi. Đúng rồi. Chứ không phải là mất tiền. Không mất tiền. Thì làm vậy nó hay hơn. Phải cầu hai lâm đường vô đi đó là đường Trường Thành đấy, ở ngoài Nghệ An á. Rồi xong từ vô lại cầu Điền là gửi đá 5-7 bịch. Dạ. Được đây, vợ lại nhà. Ở lại thì nhà ông già. Thì vậy có dễ 21 cái hàng như là bên nội ngoại mình mua, mình cứ đưa số của anh, rồi họ mua bao nhiêu anh cứ gửi bưu điện lên, rồi tới nhà họ nhận tiền thanh toán gì cho dễ, đỡ mất công. Mình cứ phải bị nhờ vả thì đi mua giùm, rồi đôi khi không có tiện đường cũng phải chạy lên đây cực. À, với lại cái clip này mình đăng lên mạng á, thì có ai mà có nhu cầu mà mua mật ong mà đúng mật ong rừng á, chính hãng á, thì này không phải gọi là hãng mà chính rừng đi. Hoặc là chính hàng của anh Sơn đi lần mà lấy về là trong bậc em mà đi về đi. Dạ. Chứ anh còn bỏ 10 năm hẳn thôi. Dạ. 20 năm thôi. Dạ. Còn cái cái mà nói về mà mực nên mà lời có đồng đường này đi thì là mực đồng đường là có đồng đường là chắc chắn. Mà điều số lượng ít cả hàng ngàn tổ mới được. Dạ. Chắc anh là chuyên đi rừng đúng không? Chắc chị cho dễ nè. Có gì chị cho mình số điện thoại á, có gì ai mà cần liên hệ mà mua á, mình có thể giao qua đường bưu điện, giao bằng dịch ship code á, thì nó cũng tốt. Thì cho số điện thoại, có gì thì đặt mình số điện thoại. Thì đúng rồi, là có nghĩa là nó nhìn cái phần đáy á, phần bên trên. Đây là nhà đang xây của anh Sơn. Ở ngoài quê họ xây nhà cũng rất là lớn. Rộng lắm. Cả 15 mét, rộng 15 mét, dài chắc cũng phải 30 mét. Nhờ lấy ông mà làm được cái nhà to đi đây. Dễ à? Nhờ lấy ông mà làm được nhà to vậy à? Lấy ông mà làm nhà to đi đây. Mua vô mình để mình mua nhưng thực là mình mua, thế là mình mua cả chỉ cho mình số điện thoại 0352 0352. Dạ. Này chị đọc tiếp đi. Dạ. 7922 7922. Dạ. 49. Dạ, anh kiểm tra có thể đủ mua số. À, chị đọc lại hết toàn bộ. Dạ. 0352 7922 49. À, mọi người có ai có nhu cầu mua mật ong rừng đúng gọi là đúng rừng à? Yeah. Đúng rừng này rừng ảnh đi làm mà rừng gì ta? Bạch mã đúng không? Rừng trúc gia bạch mã. Rừng trúc gia bạch mã thì liên hệ với số điện thoại chị tên gì nhỉ? Chị Bền số điện thoại giống như nãy đó, rồi có gì có thể là nhận qua ship code. Yeah. Ship code, còn không thì mình Yeah. Dạ.